chủ ơi, tôi chỉ có ngần này tiền, bà chủ có thể bán cho tôi một suất cơm được không ạ? Một suất nhỏ thôi cũng được ạ. Ngồi đi. Dạ vâng, cảm ơn bà chủ ạ. Cơm này ít thế ạ? Tôi bảo là một suất cơm nhỏ thôi, nhưng mà nhỏ thế này thì với lại nó chẳng khác gì cơm cho cháu. Sáng nay tôi thấy bà chủ làm cho cậu công nhân một suất cơm to và ngon hơn như thế này ạ. Tôi cũng muốn một suất như thế. Tôi chỉ bán những suất như thế cho những người thật sự cần nó thôi. Còn loại người vô tích sự như anh ấy, ăn lắm để làm gì? Này, cô nói thế là có ý gì đấy? Tính xỉa sói tôi hay gì hả? Đúng là chả có công bằng thế nào cả. Này, không bán được ý, thì trả tiền đây. Trả tiền gì? Tiền đấy. Nhìn số tiền này của anh ấy, tôi đã thấy bẩn mắt rồi. Không ăn được đúng không? Biến. Ngọc ơi, dọn cái này cho chị. Chị ơi, sao chị không đối xử với anh ta những người công nhân khác ạ? Chị em vẫn thấy chị cũng cơm miễn phí mà. Chị chỉ giúp đỡ những người thật sự cần giúp đỡ thôi em ạ. Còn loại người vô liêm sỉ, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm ăn như thế này thì không xứng đáng với bất kỳ một sự giúp đỡ nào cả. Em đói quá chị ơi, cảm ơn chị. Chị ơi, lâu lắm em chưa ăn gì chị ơi. Cho em ít đồng bạc nữa chị ơi. Mẹ kiếp. Cho mày mấy đồng bạc thì nhà mày nghèo đi chắc. Đã thế nhá, hôm nào ông mày ngồi đấy ông mày chửi rủa cả lò nhà chúng mày. Tuyệt tử tuyệt tôn. Mẹ kiếp. Này ông ơi, đi bốc qua không? Bốc qua? Ờ. 5 lít. Cái gì? 5 lít? 5 thùng hàng mà ông lấy 5 lít? 1 lít thì còn được, đi không? Cái gì? 1 lít? Này, ông anh, thấy tôi ngồi đây có rảnh không? Tôi đang ngồi đây, tôi đang làm việc ấy. Thôi, không làm, cút luôn, cút đi. Sống ở trên đời ấy thì phải có làm thì mới có ăn. Không làm mà muốn có ăn thì dở rồi. Với cả làm người tốt cũng phải chú ý em ạ. Lòng tốt ý phải được đặt đúng người, đúng lúc, đúng chỗ nó mới có giá trị. Và làm việc đi.